Trước khi công bố danh sách đội tuyển Mỹ dự World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Vlatko Andonovski đã gặp khó khăn khi phải liên lạc với 39 cầu thủ để thông báo về việc họ được hoặc không được chọn tham gia giải đấu. Trong số này, chỉ có một trung phong thường xuyên xuất hiện, Alex Morgan số 9 thực thụ của đội Mỹ. Trung phong Katarina Macario gặp chấn thương và không thể tham dự giải đấu, trong khi Ashley Hack không có tên trong danh sách. Đội tuyển Mỹ là ứng cử viên vô địch hàng đầu và dự kiến sẽ tiến xa tại giải đấu. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là ai sẽ thay thế Alex Morgan trong khoảng thời gian cuối trận để giúp cô dưỡng sức. Ngoài ra, khi Morgan đá ở vị trí trung phong và di chuyển để lôi kéo hậu vệ, ai sẽ chiếm lĩnh vùng cấm và gánh vác trọng trách ghi bàn? Điều này cũng là vấn đề đối diện các đội tham dự giải đấu cần đề phòng ngoài nổ nào. Lin Williams và Sophia Smith có khả năng đá cánh và lấn sân giữa. Danh sách đội tuyển Mỹ năm nay gần một nửa là những gương mặt mới chưa từng tham dự World Cup. Việc này đã gây lo ngại cho giới bóng đá Mỹ khi đội trẻ hơn và thiếu kinh nghiệm so với các kỳ World Cup trước đó. Dù huấn luyện viên Andonovski tự tin, mục tiêu lập kỷ lục 3 lần vô địch World Cup liên tiếp của Mỹ không dễ dàng, đặc biệt là khi khoảng cách giữa họ với những đối thủ ngày càng thu hẹp.